anh em đã quay lại với nhau Sinh Audio. Thì anh em đang được thưởng thức cái chất âm của một bộ dàn karaoke trị giá nó khoảng 35 triệu thôi. Giá 35 triệu này thì giá đó em đã, thứ nhất là em đã bao ship cho anh em trong vòng bán kính 100 km nhá. Bán kính lắp đặt cho anh em 100 km. Còn anh em xa xôi ấy, thì bọn em sẽ gửi hàng đến tất cả các bác, đến tất cả các bác để anh em sử dụng một cách nó tuyệt vời nhất. Và nó sẽ, cấu hình này thì nó sẽ được trang bị cho anh em là loa, một đôi loa LDH sử dụng bass jack chính hãng của dàn xe Vitali. Hàng cực kỳ đẹp và mướt mượt cho anh em nhá. Hàng rất đẹp và để mướt mượt cho anh em. Thùng của nó là thùng cân và nó có kích thước nó khá là cao, họng chiếc kèn của nó thì cực kỳ là đẹp, rất lượng. Con này của nó, mã của nó là TQ12, một trong những dòng loa mà cho anh em cái chất lượng và chất lượng âm thanh của nó thì cực kỳ là tốt. Đấy nhá, sử dụng bass jack toàn bộ là full neo nhá. Dòng loa này nó sẽ cho các bác cái tiếng của nó ra nó mềm mại và chất âm của nó ra nó sáng xía tiếng hơn. Và những dòng loa này thì anh em ghép với súp thì nó cực kỳ là tuyệt vời. Cực kỳ ngoài. Phía dưới của nó là một quả súp hơi 50. Súp hơi 50 nhá, đến từ thương hiệu EBO. EBO, một trong những dòng thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng của Mỹ. Thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Mỹ nhá. Dòng súp này nó cho các bác cái tiếng của nó ra nó rất sâu, sâu lắng và nghe nó rất chi là đầm chắc nhá. Đầm chắc và sâu lắng. À, rồi về cái về bộ điều khiển thì sao? Bộ điều khiển và bộ lão của nó thì đang sử dụng một con vang X12, một con vang X12 hàng mới đập hộp luôn cho các bác. Thì nói đây là một cái bản vang cao cấp nhất của dòng X, cao cấp nhất của dòng X. X12 nhá, có khiển có khiếc đầy đủ cho bác. Khối công suất thì nó sẽ trang bị cho anh em một con đẩy 3 kênh. Mã của nó là 3815, 3 kênh 1 2 3. Công suất của nó là 800 và 1500W một kênh, chạy nguồn xung AutoVol và nguồn này thì cực kỳ là đẹp rồi. Đấy, chạy thì chạy mạch Class TD nhá. Chất lượng và âm thanh của nó rất là tốt. Mic thì nó sử dụng mic một bộ mic Beyer UGX Beyer nhá. Bộ mic Shure đấy nhá. Shure UGX 38 Pro, một bộ micro đèn. Cho chất âm sáng sạch và cực kỳ là hay. Đây. Đây. On này. Đây lên. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Tiếng trong sạch, có đầy đủ các chế độ như là tự ngắt, tự nhấc, rất đầy đủ cho tất cả anh em. Tay mic cầm rất là đầm chắc nhá. Đầm chắc cho các bác. Đây, có cả chế độ ngủ luôn cho các bác này. Được chưa? Vang này thì tiếng echo dì vật mượt rồi. Và một con quản lý nguồn trị giá 1.300.000. Và toàn bộ này thì có giá là 35 triệu. Giá đó em đã bao ship và dây rắc đầy đủ cho anh em nhé. Kết nối cho các bác rồi, đầy đủ dây rắc kết nối 35 triệu cho các bác đến tận nghe. Đây, anh em đẹp chưa? Em nhìn này, dòng dòng cô neo này. Đấy, cô neo cực kỳ là đẹp luôn. Tem 7 màu nhá. Tem 7 màu, quá là chất. Chắc nó là chắc neo. Chắc neo. Đây, rồi. Lại chút này. Để mức là 20 nhá. Đó. Rồi. Quánh cực hay luôn, tiếng bass rất êm nhá. Tiếng bass rất êm cho bác nhá. Đấy. Thùng đã được spa lại, thùng nó thùng vỏ gỗ nhá, nên tiếng của nó ra nó êm lắm, êm nó mình nói chuyện với nhau nó không bị gàn tiếng. Dòng này thì có giá là 5.500.000 một quả, giá đó đã bao ship được bác rồi. Anh em nào quan tâm đến bộ camo karaoke gia đình, giá nó cực kỳ là gọn gàng. Anh em mình nhắn tin đến số điện thoại 0398 192 198 giúp em nhé. Cảm ơn tất cả các bác nhé.